Xin chào các bạn. Hôm nay gia đình mình có một kỳ nghỉ rất là vui vẻ ở Nha Trang. Gia đình mình chọn căn hộ cao cấp để cho cái buổi kỳ nghỉ này ha. Đây là view biển. Chúng mình khám phá suối hồ, suối Ba Hồ. Trên đoạn đường đi suối Ba Hồ rất là đẹp. Khi di chuyển lên xuống thì các bạn sẽ dùng xe chuyên dụng của khu du lịch, hình như là phí 45.000 rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.